Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Những thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ. Thưa quý vị và các bạn, theo trang Cẩm nang sức khỏe, nếu bạn thường xuyên mệt mỏi khó tập trung, làm việc không hiệu quả hay có vấn đề về trí nhớ thì nên bổ sung các thực phẩm sau đây. Nguồn thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng cho não là cá, chất béo thiết yếu trong một số thực phẩm có tác dụng cấu tạo màng tế bào thần kinh, chất béo thiết yếu, đặc biệt là omega 3 là chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì các chức năng của bộ não có nhiều trong các loại cá như cá basa, cá trích, cá hồi, thu cá ngừ, đặc biệt là cá hồi. Vì vậy muốn có bộ não khỏe mạnh nên ăn cá 3 lần trong một tuần và thỉnh thoảng bổ sung dầu cá có chất lượng tốt. Trứng trứng là nguồn cung cấp protein, chất dinh dưỡng, đặc biệt là choline và các loại vitamin B. Choline có trong lòng đỏ trứng gà. Loại chất này có vai trò quan trọng cho việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh trong não, giúp điều chỉnh tâm trạng, hành vi và bộ nhớ. Nó cũng hỗ trợ sự tỉnh táo và cải thiện hiệu năng nhận thức. Thực phẩm chứa nhiều kẽm có nhiều trong thịt, cá, hải sản, đặc biệt có nhiều trong con hàu. Rau xanh, vitamin và chất khoáng có vai trò tham gia các hoạt động chuyển hóa và chống oxy hóa tế bào não. Các loại rau lá xanh như bông cải xanh, cải bắp, súp lơ và rau bina rất giàu vitamin B6, B12 và axit folic. Các hợp chất này cần thiết để não giảm mức độ homocysteine, nguyên nhân gây nên hiện tượng quên lãng, thậm chí là bệnh Alzheimer. Trái cây tươi, các loại quả tươi chứa nhiều vitamin lại vừa giàu các chất chống oxy hóa như cam, quýt, ổi, bưởi. Vitamin C có nhiều trong rau hoa quả cam quýt rất có lợi cho sức khỏe của cơ thể và hoạt động của não. Ngũ cốc, ngũ cốc như gạo nâu, yến mạch và các loại ngũ cốc khác được là loại thực phẩm rất tốt cho trí nhớ. Vitamin B1 có nhiều trong cơm, nấu bằng gạo không sai sát kỹ, các loại đậu, đỗ, vừng, lạc, lòng đỏ trứng, thịt lợn, bò. Những loại thực phẩm này làm tăng lượng máu cung cấp oxy cho não và giúp não được cung cấp đầy đủ glucose để hoạt động tốt. Thực phẩm cho tim và não khỏe Trang sức khỏe của Bộ Y tế đưa tin, tổ chức Belmara đã cho ra các chủ đề thực phẩm lành mạnh cho một trái tim và não khỏe mạnh và một số lời khuyên bổ ích cho sức khỏe. Năm nhóm thực phẩm ăn cho não mạnh khỏe. Tiến sĩ Alon Sefan, nhà thần kinh học chuyên về lão hóa và chứng sa sút trí tuệ khuyến cáo các bữa ăn chỉ gồm có 5 nhóm thực phẩm: hoa quả, rau, đậu, ngũ cốc nguyên chất và chất béo lành mạnh. Theo tiến sĩ Sefan, những nhóm thực phẩm này là nền tảng của nhiều chế độ ăn uống. Bảy loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp bạn khỏe mạnh để duy trì sức khỏe tốt điều quan trọng là bạn giữ được sự cân bằng giữa các chất chống oxy hóa các chất oxy hóa và để làm được như vậy và ngăn ngừa các tổn thương do gốc tự do gây ra bạn cần phải dung nạp một lượng chất chống oxy hóa là cách bảo vệ tốt nhất chống lại nguyên nhân gây ra lão hóa một sô cô la đen các chất chống oxy hóa mạnh mẽ một nghiên cứu đặc biệt từ các nhà nghiên cứu tại đại học harvard hoa kỳ cho thấy Tiêu thụ sô cô la đen có thể mang lại lợi ích cho tim, điều quan trọng là nên tiêu thụ loại sô cô la đen có hàm lượng cacao 70% trở lên. hai Đậu, đậu có các chất chống oxy hóa cùng với protein và chứa ít hoặc không có chất béo và cholesterol. Đậu có thể dễ dàng được thêm vào các món ăn khác hoặc ăn một mình. 3. Nho khô, ngoài hàm lượng chất chống oxy hóa cao, nho khô cũng được biết đến như là chất làm tăng năng lượng. Thật thú vị, nho khô chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn cả quả nho thường. Vì vậy, bạn có thể mang theo một gói nho khô tiện dụng ở bất cứ nơi nào bạn đi để thêm năng lượng và tăng cường chống oxy hóa cho cơ thể. 4. Lúa mạch là một nguồn chất chống oxy hóa tốt, thế nhưng nếu bạn muốn gặt hái nhiều lợi ích hơn nữa, hãy ngâm hạt ngũ cốc này và để chúng nảy mầm. Bằng cách này, hàm lượng chất chống oxy hóa của cây lúa mạch tăng lên và dễ tiêu hóa hơn. 5. Bông cải xanh rất nhiều nghiên cứu đã đưa ra các đặc tính chống ung thư của bông cải xanh. Bông cải xanh cung cấp các chất dinh dưỡng khác cũng như hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Vấn đề là bông cải xanh bị mất một số chất dinh dưỡng của nó trong quá trình nấu chín. Vì vậy, bạn hãy ăn tươi hoặc hấp bông cải xanh để tối đa hóa các lợi ích. 6. Cà chua. Cà chua có chứa một số chất chống oxy hóa mạnh nhất dễ hấp thu khi cà chua được nấu chín. 7. Quả ốc chó. Quả ốc chó không chỉ là một bữa ăn nhẹ lành mạnh mà còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa phong phú. Bằng cách ăn bảy thực phẩm giàu chất chống oxy hóa nêu trên hàng ngày, bạn có thể đảm bảo rằng cơ thể của bạn có một sự cân bằng lành mạnh của chất chống oxy hóa và chất chống oxy hóa để ngăn ngừa thiệt hại do gốc tự do gây ra, giúp duy trì sức khỏe tổng thể trong thời gian dài. Quý vị và các bạn thân mến, 6 loại quả thực tự tốt cho trẻ em sẽ là những thông tin chính trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.